Rồi trường xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Thì hôm nay trường lại dòng qua sông cũ nữa mọi người. Trường thấy chỗ này cá ục quá trời luôn nè. Khúc này ở gần cái cầu sắt á. Cá nãy giờ trường thấy đùng lục bình ngang đây nè. Nước thì nó hơi đục mà cá nó lên liên tục luôn á mọi người. Cá bự bự cũng có nữa nè. Đó. Nhìn mà thấy nó rén rén người luôn á. Lên nãy giờ quá trời lên luôn. Đó chắc là trường ra hai cần nè. Trường nhục đại ở đây nha. Thì mình câu giải trí á, chủ yếu cá nó ăn câu được nha mọi người. Ôi cần cần dưới nó nọc rồi cần, mọi người thấy không? Rồi mọi người ơi, trường trộn hai cái bịch mồi này lại rồi ha, bóp nho luôn rồi đó, để mình xong mình vân câu. Thua luôn. Chỗ này cá ục quá trời luôn, nhìn thấy mê luôn, mới quăng nó cái rồi lục bình nó đẩy kìa. Pháo lên vậy luôn. Ờ cho nó nọc vậy đó mọi người. Nhói chân kìa mà chưa thấy ăn. Chưa biết là kiểu như nó bị dạ nước hơi đục á, mà nó ục hay không nữa. Chứ nước thì nó hơi đen đó. Thấy ục rồi cũng thấy mê rồi. Đi xung quanh đó mọi người, bích lục bình hết rồi, không có chỗ nào chống đánh nữa chứ. Mấy chỗ kia cá ục mình không ăn. Thôi trường ơi, trường móc cái lỗ này ha. Đó. Móc lỗ này giờ mình câu ở đây nha. Thì hy vọng có cá rô bự với cá cha. Cả thì quấn cần câu đài với một cần đánh thao nha mọi người, đánh lửng ha. Này sâu cũng khoảng gần 2 thước nước nha. Đó, nó cũng vừa câu, vừa được. Đấy lúc nào rồi. Dìm không dính trời. Lụm mày cái gô rồi, gô bự mọi người. Gô bự nha, nó. Nãy giờ chuyện giật 3 lần rồi đó mới dính nè mọi người. Chỗ này là cá gô bự nè. Mình hy vọng có cá hên hên cá cha bự nó vô thôi, chứ đây có gô bự bự gì không nè.
lúc nào mà lụm mày. Cái gô bự nè mọi người. Nó thấy không? Ôi, chỗ này gô bự không ta ơi. Cảm giác sướng sướng nghe nè mọi người. Gô chà bá vậy. Nè, đốt. Nè. Gô nó uống gì không nè? À, chúng ngỗ này đã thiệt. Gì? Có cái gô khô vậy. Câu đại ngậm dưới nang mà giờ câu lửng nó không chịu ăn. Kệ đi. Mình câu cá cha nhưng mà không có thì mình đi săn cá gô. Mà cá gô cũng bự bự gì không là cũng ngon rồi ha. Giật cũng đã tay lắm mọi người. Cá gô á. Ơi, cá cha mọi người, cá cha hay bự cái gì nè. Lôi cần quá rồi trời. Thiệt cá cha bự. Cũng trân trọng. Rồi lên. Thiệt mọi người. Cuối cùng cũng thấy mặt điện con cá cha. Đây, giật nó cũng chạy dữ lắm chạy luôn. Lượm này, bự bự nha mọi người. Bự con này, bự bự. Do vô cái. Trời ơi, vô cái bự rồi. Úi là. Đau lòng thiệt. Lúc sau đó trời nhật liền đó mọi người. Đang móc cái mồi lại nè, từng này nè. Quay qua thấy lúc sau mà giật chuyện mà dính là vụt. Lúc sau gì mà không dính đâu mọi người. Kỳ vậy. Rồi vô coi mọi người. Vừa lúc hao di chuyển giật mà không dính. Rồi trường lại đây nữa là sáng giờ 6-7 nha mọi người. Sáng giờ câu 6-7 luôn. Dính được 3 con cá. Giờ này là 3 giờ mấy chiều luôn rồi đó. Bởi vì đi câu chua đó. Dính cá không phải dễ thiệt. Giờ là tiếp tục ở đây câu kiếm cá ăn giật chơi nữa nè. Chứ là thua rồi.
Ôi tẹo khủng khiếp rồi mọi người ơi. Sáng đi tới chiều đánh ba bãi gần máy, xong rồi móc ba lỗ, đánh chất quất luôn, dính được ba con cá, thua luôn rồi. Bởi vì đi câu dính cá cực lắm, vừa sướng giờ đâu ấy, kiểu mà đâu phải dễ ăn đâu. Thua, hôm nay chừng thua rồi. Lụm à, nó vô rồi, thấy không biết lắm mà. Nè. Hàng gì nó ăn từ từ hoài luôn. Con này bự nè mọi người, con này bự ú. Ủa không ú chứ, quên. Không nhìn kỹ nữa, nó dài thòn rồi chứ không ú. Nó cũng bự nhưng mà nó kiểu nó hơi dài á mọi người. Nè. Cũng được, mừng. Lụm mới rồi. Đấy, cá cha cái gì bự bự nè, cá cha nè. Giờ thấy nó nặng rồi. Ôi cá cha, cá cha. Vừa bỏ xuống luôn đó mọi người. Ui, ông này cũng hay mập ú nha. Nè. Mừng quá, có dính cá rồi. Nhưng mà con này để ý rồi, nó không có kỳ lưng nha. Chụp nó lại xuống nước rồi mọi người. Để ăn nữa kìa mọi người, mới thả ăn nữa rồi kìa. Chị mới thả dơm mới nó ăn rồi kìa. Anh Thanh kiếm con bự ra. Anh Thanh luôn. Lụm à. Rồi vô coi. Giữ yên lỗ đi. Mọi người chỗ này nó hơi khó khăn á. Tại trên nè, có mấy nhánh cây nè. Bởi vì mình dở lên nó cũng hơi khó. Này, hy vọng dính lại con bự hồi nãy chừng giật một cái nữa nó nặng lắm luôn mà nó vụt. Để ăn nước kìa. Lụm. Trời ơi, siêu cái chốt luôn. Kệ đi, có ăn gì mình giật là cảm giác nó vui rồi mọi người ơi. Để em thôi mà nguyên ngày đi cá không ăn gì hết trơn. Ờ, cá là nhìn nó
mập hết sức mập không. Dục xuống mà cá nó ăn như là vui à, mình câu cần tay á. Bỏ xuống ăn luôn rồi mọi người. Chắc nguyên ổ cá chốt rồi. Lụm mày, trọng trọng hơn nha. Đó, ơi. Ém nữa. Đây. Thấy ghét rồi bắt luôn. Lụm à, trong trong bự rồi mọi người. Trời ơi nè, nè thấy không rồi, thấy không? Cái dây kia dài quá mọi người, Trường lấy cái dây này cho nó hơi ngắn hơn chút á, mình dễ giật cho nó dễ không có vướng á. Rồi con này bự nha, giật đã tay thiệt. Đây, lên hàng. Lụm rồi, lụm rồi. Trọng trọng rồi nè, cái nặng nặng rồi đó mọi người ơi. Nó nó thấy không, được được quýnh tay mà giật bé lớn đây là nặng nặng mà đã rồi. Rột rột cỡ này có cảm giác nha mọi người, cũng đã tay. Rút phao rồi lụm rồi. Rồi. chưa kịp bấm nó dơm nó gần nữa. Thôi bắt luôn mọi người, về thả hầm luôn nè, không thả nữa. Bự không? Rồi chút xíu luôn mà ăn lên tim đó mọi người, xì tim mà chạy xuống luôn. Chết thiệt chứ. Rồi chiều nghỉ luôn mọi người ơi. Thì hôm nay Trường sợ mớm rốt cuộc không mớm nha. Dính thôi cũng nhiều à, thả hết 2-3 con nữa. Mấy con này đã Trường đổ nước cho sống sống về mình thả xuống cái hầm của mình luôn. Rồi. Rồi vậy thôi, Trường hẹn lại mọi người ở video sau nha.